Hôm nay chúng tôi sẽ review chiếc xe đầu kéo sơ mi remorque chở theo cái máy xúc lật nhé. Tôi sẽ cùng mọi người tháo ra để khám phá về cái mẫu xe này. Khi chúng ta tháo hộp ra thì ở bên trong là một cái lớp nhựa để bảo vệ khay nhựa cứng. Rồi bỏ trước về cái máy xúc lật trước này. Tiếp theo là sẽ là chiếc đầu kéo sơ mi remorque. Đó. Quay lại gần lại mọi người xem. Sẽ đánh giá chi tiết về cái bộ này. Tổng quan thì đây là cái mẫu xe đầu kéo bao gồm có cả phần đầu kéo này, đây là phần đầu kéo. Phần này là phần sơ mi remorque. Và cái thứ ba sẽ là cái máy xúc lật. Một bộ này sẽ bao gồm 3 phần, 3 sản phẩm. 1, 2 và 3. Chúng ta sẽ cùng đánh giá từng chi tiết từng phần một. Cái remorque này và cái phần đầu kéo này chúng ta có thể tách rời được. Chúng ta cần là xoay một góc 90 độ. Khi chúng ta xoay một góc 90 độ này, chúng ta chỉ cần nhấc ra là ra. Đó, khi chúng ta nhấc, mọi người nhìn ở đây là cái trụ xoay này. Đây là cái hãm này. Còn đây là cái mâm này, mâm của trụ xoay này. Đó. Khi chúng ta tháo ra thì ở dưới gầm nó sẽ có một cái chân trống để chúng ta sẽ chống chống lại. Chống lên. Tôi sẽ đánh giá chi tiết về cái phần đầu kéo này trước. Cái phần đầu kéo này thì sẽ bao gồm mở được cửa hạ. Họ bên trong thì bao gồm có hình mô phỏng của người lái xe, có nội thất bên chi tiết ở bên trong xe. Khi chúng ta để phần đầu xe đấy ạ. Đầu xe thì mô tả cụm đèn, lại còi, lại đèn ở trên nóc của xe. Tất cả những cái thứ này thì đều là mô hình mô phỏng thôi. Chiếc xe này thì hiện tại không có đèn, cũng không có tiếng đèn nổ, tiếng động cơ và cũng không chạy cót. Đây là mô hình tĩnh. Một bộ dàn 3 dàn lốp. Thì lốp trước là lốp đơn, lốp sau là lốp kép. Còn lốp sau là dàn là lốp kép. Đây là riêng của phần đầu kéo. Tất cả thì đều làm được làm bằng hợp kim nhá. Phần đầu kéo phần cái xương ở đây thì đều được làm bằng hợp kim, xương ở cái bộ thân xe đấy. Chi tiết là một số chi tiết phần nhựa ở bên trong nội thất và lốp thì bằng cao su. Đầu tiên thì chúng tôi xin giới thiệu cái phần đầu kéo này xong rồi. Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cái phần sơ mi remorque. Sơ mi remorque thì cũng có 3 dàn lốp. Nhưng mà dàn lốp này thì là dàn lốp kép này. Đó. Đây là phần chân trống này. Cũng được làm hợp kim. Mô tả về cái cầu để chúng ta cho lên xuống, ví dụ như là cho những cái xe máy xúc lật này lên xuống này. Đây là cái sàn để chở. Trên bên trên sàn thì sẽ có những cái vân này để chống trượt. Đều làm hợp kim cả. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cái máy xúc lật. Máy xúc lật này thì sẽ cấu tạo như sau. Đầu tiên đây là cái gầu xúc lật, gầu xúc đấy ạ. Gầu xúc này thì có thể di chuyển được nhờ cái bộ ti thủy lực này, nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ sử dụng hoàn toàn bằng cơ. Đó, khi chúng ta đẩy lên thì cái ti thủy lực sẽ kéo vào, và khi chúng ta lật nó xuống cái ti thủy lực sẽ giãn ra và cái gầu sẽ úp nó xuống, phải không ạ? Mọi người nhìn thấy chưa? Đó. Ngoài cái ti thủy lực này ra,
để điều chỉnh cái gầu múc này lật lên, úp nó xuống và lật nó lên, lật lên này để xúc đất lật lên này và úp nó xuống này. Thì còn có một cái ti thủy lực ở phần trụ ở dưới này để nâng và hạ, điều chỉnh về cái tay của cái gầu múc này, điều chỉnh nâng lên và hạ xuống được. Đó, cũng có một cái ti thủy lực đây. Mọi người xem ở phía dưới này cũng sẽ có hai cái ti thủy lực. Đó. Đây là bộ phận lốp này, đây là cái trụ thôi. Và điều đặc biệt nữa thì cái phần gầu múc cũng như là về phần tay trụ này có thể xoay được so với lại cái phần của người lái để chúng ta di chuyển, có thể đảo lên đảo lại, cua đi cua lại một cách dễ dàng đó. Mọi người thấy có thể xoay quanh cái trụ ở đây, xoay quanh trụ lốp sau này. Di chuyển. Đó. Bây giờ chúng tôi sẽ ghép chiếc máy múc này vào với lại phần đầu kéo và semi-remote. Chúng ta ghép vào thì chúng ta cũng phải để một góc 90 độ để nó khớp giữa cái mâm xoay và cái trục vào. Khi chúng ta ghép vào đó, ghép vào dưới thẳng ra là được. Tiếp đến thì chúng tôi sẽ để cái máy xúc lật lên. Đây là toàn bộ bộ phận của xe đầu kéo, semi remote và máy xúc lật. Vì tại sao cái mẫu xe đầu kéo này bao gồm có 3 bộ phận? Thứ nhất là vì cái xe này là xe máy xúc lật chuyên phục vụ cho công trình công trường, nên chúng có tốc độ di chuyển rất là thấp và có tải trọng lớn, nên là phải có một cái xe chuyên dụng để chuyên chở về cái máy xúc lật này. Thì sẽ có theo đó là cái xe đầu kéo semi remote này để chuyên chở đi, sẽ tiện cho việc di chuyển trên những cái cung đường xa. Lùi đánh đó. Tất cả đều được mô phỏng chi tiết, chỉ tội là sẽ không phải là cái xe được điều khiển mà hoàn toàn là mô hình tĩnh. Trên đây thì chúng tôi xin giới thiệu chiếc xe đầu kéo semi remote chở theo máy xúc lật. Nếu mọi người quan tâm đến kênh Vua Xe và để theo dõi những cái mẫu mô hình khác thì có thể ấn đăng ký kênh Vua Xe để theo dõi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.